chúng cũng không đi. Ở đây giờ không biết có đi lại đó không? Đây là áo trắng giống vậy luôn hả chú? Ừ, nó đúng rồi. Trời ơi. Có chừng nó rồi đó. Nãy là đội nó kìa, có đội nó không chú? Không phải trời, không có nón gì đâu, đầu trần vậy đó. Tóc tai cũng giống vậy luôn. Ừ. Rồi nhiều khả năng lắm. Chú thấy đi ra đường nào chú? Hả? Chú thấy đi đường nào? Thì nó rộng đây nè, mới từ khoảng nãy giờ được hơn nửa tiếng à. Cái mới đây rồi. Ờ, nửa tiếng à, cái rộng đây nè. Bây giờ trời. Chờ mấy em, mà mấy em chạy thử ở dưới bến xe thử coi nó có xuống dưới không. Vậy còn là thì cái hướng lên bến xe hả chú? Ừ. Dạ dạ. Không, nó đi ở đâu là nó xuống cái tàu này, nó xuống cái tàu nó vòng ra đây, nó đi là đây hướng này. Ờ, đi hướng này. Mà hướng này nhưng mà không biết giờ nó có đi vòng lên cái tàu hướng này đi xuống. Ở trên tàu nó đi xuống. Trời ơi, thôi mày đi lên tàu coi thử không ta? Không, nếu mà tàu gần đây đứng đây giờ thấy rồi. Nhưng mà cái này sợ nó đi lại ăn cái tiếu hay là nó vòng vòng đó. Dạ. Dạ thấy mến chào tất cả quý cô chú anh chị mình đang xem trên kênh của Sức Sống Mới nha. Thì vừa qua thì cũng có một khán giả đã cho tụi em leo cây ở đường Sông Hành của quận 12 của chú anh chị. Thì bây giờ tụi em đã tiếp tục nhận được một cái tin mới nữa là ở bến xe An Sương. Cũng có một người dân phát hiện thấy rất là giống anh Luân, cái người chồng mà tác động chị Giao, vợ bầu 7 tháng của chú anh chị. Thì bây giờ là mấy anh em sẽ đi qua đó, thì nói chung là bà con chỉ ở đâu thì tụi em sẽ đi đó để mong được gặp được anh Luân, để mời ảnh một ly cà phê để vào nói chuyện với ảnh, ảnh của chú anh chị, để mà xem coi ảnh có cái suy nghĩ như thế nào mà lại tác động vợ mình đến dã man đến như vậy của chú anh chị. Thì bây giờ là mấy anh em đang di chuyển qua bên phía bến xe An Sương thưa chú anh chị. Thì đây là cái con đường Sông Hành, giờ cứ đi thẳng là qua bên bến xe An Sương. Thái cũng nói chung là chỉ cập nhật cho cô chú anh chị của mình thôi, khi nào mà phát hiện được anh Luân này thì lúc đó thì cô chú anh chị mình sẽ nhìn được tận mặt của anh ấy ha. Còn bây giờ thì mấy anh em ai chỉ ở đâu thì mấy anh em đi tới đó cố gắng làm sao để mà sớm tìm được anh Luân này để mà cho cô chú anh chị của mình xem nha. Thì hiện nay là nhạc rất là nhiều của chú anh chị, nên là Thái cũng khi nào mà qua tới bến xe An Sương đi rồi Thái sẽ tiếp tục quay video cho cô chú anh chị mình xem nha. Dạ hiện nay thì em với anh đầu chọc vlog đang chạy qua bên bến xe An Sương cô chú anh chị. Sao anh có tin gì không? Cái khán giả mà con gọi nó ở tới bên Sơn nè. Ừ. Tranh thủ chạy nhanh xuống dưới để mà họ mới cứu. Đó là khi là thằng mình giống với thằng Luân lắm, họ mới phải hay không. Bây giờ bà con mình điện báo thì anh em mình cũng chạy tới hỗ trợ. Thì đúng rồi, bà con điện báo thì anh em mình cứ đi. Nói chung mình bỏ công ra mình giúp cho chị Giao được gì mình giúp. Ừ. Phải không? Giúp thì cái gì á, mình giúp về tinh thần mà. Đúng rồi, mình giúp về tinh thần thôi. Đó, nói chung là người vợ của mình mà nó hành hạ như vậy, bấm kia là những người khác. Đúng rồi. Chân đe cho những người khác. Thì tụi em mà chỉ giúp về tinh thần thôi cho chị Giao của chú anh chị. Đó nên là cũng cố gắng dân bà con mình báo ở đâu thì tụi em sẽ chạy đến đó. Còn mà xa quá thì tụi em không có đi được, tại vì ở đây thì tụi em đang ở Sài Gòn. Nên là ở bến xe An Sương thì cũng gần tới tụi em. Nên là tụi em qua thử xem như thế nào hay cô chú anh chị. Hiện nay là chúng em đang di chuyển trên quốc lộ 22 để mà đi ra được quốc lộ 1A, đi ra bên phía bến xe An Sương của chú anh chị. Thì trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều cô chú anh chị rất là bức xúc về cái câu chuyện của anh Luân này, đã tác động chị Giao rất là vết thương rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Rồi sao rồi anh? Bây giờ tới bến xe An Sương rồi nè. Rồi anh em chạy vô luôn nha. Rồi ok. Chạy vô. Chạy vô bến xe luôn ha. Chạy vô bến xe. Hỏi coi nãy là cái số điện thoại của ai mình mà báo mình đó, mình vô chỗ mình hỏi thôi. Nãy là khán giả gọi bên Thái đúng không? Đúng rồi, khán giả gọi bên em nè. Rồi đây đi. Khán giả là xem là cái đoạn clip của mấy anh em mà chỉ biết cái hình ảnh của người chồng này rất là nhiều rồi.
với lại thôi mình vô chổng, bây giờ mình vô chổng mình tự hỏi đi, nhiều khi mình điện cho người ta lỡ cái gì nó bây giờ mình lấy hình ảnh ra mình hỏi đúng những rồi anh bảo vệ và những chứ người ta đó. Người ta cũng không dám ra đâu, tại người ta chỉ cho mình thôi chứ người ta không dám ra, mất công người ta sợ phiền phức á, cho nên anh em phải tiếp cận đàng hoàng nha, cẩn thận nha, mình phải làm một giữ mình phải giữ thông tin bí mật có được, tại vì thời hợ nó này nọ nữa, đúng rồi mình ngoài sáng nó trong tối mà. Bây giờ anh em lên có mình hỏi người dân đây trước đi ha. Rồi. Bây giờ tới bến xe ăn sương của chú anh chị, thì nói chung là người dân tôi báo cho mình thì mình cũng mừng đi, nhưng mà người ta có chắc không ra mặt đâu, tại vì nhiều khi mình sợ mình quay chúng á, rồi người ta cũng sợ phiền phức này kia, tại vì cái anh Luân này thì ảnh có cái tính côn đồ trong người rồi, nên là ảnh có thể làm bất cứ chuyện gì, tại vì ảnh đã ra tay đánh vợ của mình tới cỡ đó, tuy nhiên là ảnh còn con người không bằng loại cầm thú của chú anh chị, nên là rất là nguy hiểm của chú anh chị. Bây giờ mình cứ đến bến xe ăn sương đi, rồi mình hỏi vòng vòng coi có ai gặp cái anh Luân này hay không, tại vì khi mà có hình ảnh ở trên cộng đồng mạng là người ta nhìn là người ta biết liền ha, tại vì cái mái tóc đó, cái mái tóc là nhìn là biết ngay của chú anh chị, tại vì cái mái tóc giống như là cái kiểu hớt, cái kiểu giống như là người Hải Dương, giống như là cái kiểu tóc giống như vậy của chú anh chị, múa quạt rồi đó, cái kiểu tóc giống như múa quạt đó. Trả lời đi, hỏi mấy chú xe ôm này coi. Lấy hình ra hỏi chú ơi. Người dân ta mới báo là nó mới đưa cái chuẩn ở đây, nó hành hạ vợ nó rất cảm mang. Làm thế này coi kỹ lại dùm em đi. Vì ở đây là dàn bến xe nè, bến xe cho một xe khỏi bảo vệ nè, có khi đón xe về quê, có bảo vệ nha. Không, áo trắng. Dạ. Tao mua xe thôi, tay hơn nó đi đây vòng vòng đây nè. Đi vòng vòng đây luôn hả chú? Vòng vòng đây, vòng không biết nó có đi lại đó không? Là áo trắng giống vậy luôn hả chú? Nó đúng rồi. Rồi rồi. Có chừng nó rồi đó. Nãy là đội nón kìa, có đội nón không chú? Không phải, trời ơi, không có nón gì đâu, đầu trần vậy đó. Tóc tay cũng giống vậy luôn. Rồi nhiều khả năng lắm. Chú thấy đi ra đường nào chú? Hả? Chú thấy đi đường nào? Thì nói giọng đây nè, mới từ khoảng nãy giờ được hơn nửa tiếng à. Mới lại rồi. Nửa tiếng à, nói giọng đây nè. Bây giờ mấy em chạy thử xuống bến xe thử coi nó có xuống dưới không. Vậy còn là đi cái hướng lên bến xe hả chú? Dạ dạ. Không, nó đi ở đâu là nó xuống cái cầu này, nó xuống cầu nó vòng ra đây, nó đi là đây hướng này. Đi nhưng mà hướng này, nhưng mà không biết giờ nó có đi lên cái cầu này đi xuống. Ở trên cầu nó đi xuống. Trời ơi, thôi mày đi lên cầu mình coi thử không ta. Không, nếu mà cầu gần đây đứng đây giờ thấy rồi. Nhưng mà cái này sợ nó đi lại ăn tiếu hay là nó vòng vòng đó. Dạ, vậy là hồi nãy là chú thấy là đúng là cái áo giống vậy, tóc giống vậy luôn. Áo thùng trắng luôn. À, cách này nè, cách giờ khoảng giờ này khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng rồi. Là mới đây đúng rồi, hồi nãy là nãy cái chị kia gọi đúng không? Nó đi bộ chứ không có xe cộ vậy đó. Vậy đúng rồi. Chú thấy sao nó bộ hành, nó vợ nó đánh đập giả mang luôn. Cho nên là con sẽ thích nó nè. Chú cũng không biết gì đó, nhưng mà tại vì tối chú chạy xe ở đây, chú thấy cái khách dẫn lai đây thì nhiều. Nhưng mà thực tế luôn. Đó, vậy là mất thông tin này. Vậy là nó mới đi nửa tiếng này, nó đang mới đi nửa tiếng. Không biết đây vòng vòng đây cái có đây không, biết nó còn đây hay không. Tao lại ngay chỗ tiếu rồi bây giờ. Đâu. Thì chú nói là mới nửa tiếng rồi cô chính chị, rồi phát hiện anh Luân này nửa tiếng à. Đó. Nói không biết ảnh ăn hủ tiếu ở đây không nữa. Nhưng mà bây giờ quán hủ tiếu thì thấy không có thấy ảnh. Thì chú chia sẻ đó là ảnh đi từ ở trên cầu hang này đi xuống. Nó hành hạ vợ nó ghê lắm. Chú coi nó quýnh nè, cái mặt người ta mà nó lấy sắt nó hơi lửa nó châm vậy nè. Chú coi coi. Nó toàn bộ toàn thân là bị hết luôn. Đây cãi ghê. Nó ép lắm. Ép dữ lắm rồi. Mà nó còn ép vợ nó làm mấy chuyện động trời nữa. Mà thằng này cẩn thận nha chú, nó sử dụng hàng nóng nữa, nó có hàng nóng cho người nữa. Chú không biết, tại vì mình cũng có, nó cũng có hỏi gì, đi ngang đây chú dòm thấy nó thôi, dòm vậy thôi chứ mình cũng biết. Mình cũng biết rồi đó, là tại vì kẻ đi qua người lại thì mình thấy vậy thôi. Dạ.
không chừng là tối nó không có chỗ ngủ á, là đây ngủ nè. Lấy anh em đứng đây coi xe nha, để em đi lên cho đó coi thử. Thì á đi lên nhảy thôi. Nhiều khi là tại vì nó ở vô đây nó không có tiền bạc chứ á. Á nhiều khi là nó lên cái chỗ này là có chú anh chị là nó ngủ nè. Đó. Tại vì ở đây ta có cái che nè, che nắng che mưa nè. Đó. Ở đây thì có những cái máy che này của chú anh chị nên là nhiều khi á anh ấy đi vòng vòng anh ấy lại đây anh ấy ngủ nè. Đó bây giờ em với anh đầu chọc sẽ lên trên đó coi như thế nào của chú anh chị, coi xem coi có phát hiện gì hay không. Thì theo chú xe ôm thì cũng tiết lộ là gặp tên Luân này cách đây khoảng nửa tiếng. Gặp tên Luân này cách đây khoảng khoảng nửa tiếng. Ờ nó mặc áo trắng. Trắng này có hai có người mặc áo đen rõ ràng. Có hình ảnh không? Nãy giờ nửa tiếng chắc nó đi chỗ khác rồi. Mới ngồi ngồi nó bấm bấm vô bấm tăng. Phải không? Cái người ngồi đó nha. Hồi nãy chú nói là tên mặc áo áo trắng mà này là trắng áo đen chắc không phải. Chắc không phải, chắc không phải đâu. Có hình ảnh không? Hình ảnh trong máy vào á. Thì cái đoạn đường này đi qua cái cầu, qua cái đường quốc lộ của chú anh chị đó, chắc nó đi rồi. Tại vì nó nhiều khi thanh niên này, anh Luân này ảnh có không biết là có không khí trong người hay không, nhưng mà tiếp cận cũng hơi khó. Nhưng mà bây giờ mình cũng đã biết được là anh ấy lảng vảng ở đây rồi đó, thì có gì để mai đi, mai anh em sẽ đảo lên đây thêm một lần nữa. Thì nói chung bây giờ gì nè, theo cái chú xe ôm này nói là cái anh Luân này sẽ chỉ lãng vãng đây thôi. Tại vì á ở đây là giáp tối, có gì nhiều khi sương này, mưa này kia, có thể là ảnh đi lòng vòng ở đâu đó để kiếm tiền hay là gì đó, rồi sau đó là ảnh lại đây ảnh ngủ. Đó, tại ở đây có cái máy che nè, có máy che nè cô chú anh chị. Nãy hai em ấy vào vào cầm cái hình cho hai em này xem. Anh trai, em trai ngồi cầu này lâu chưa em trai? Hai em ngồi này lâu chưa? Mới hả? Em có thấy được cái hình ảnh người thanh niên này không? Thì cái chỗ này nè cô chú anh chị, có thể là anh Luân này sẽ ngủ ở đây đó. Thì chú xe ôm cũng nói là khoảng nửa tiếng trước thì gặp anh Luân này. Thì thôi tụi em sẽ giống như là cái chốt ở đây. Thì bây giờ thì cũng đã khuya rồi cô chú anh chị. Tụi em cũng về nghỉ ngơi đó, tụi em về nghỉ ngơi để mà tiếp tục lấy sức khỏe để mà ngày mai canh canh ở ngoài này coi coi xem coi có phát hiện được anh Luân hay không đó. Thì hôm nay thì tụi em cũng cố gắng bỏ ra công sức để mà tìm anh Luân này. Chạy xuống tới con ruộng này coi nó tường dầu dưới mà không có đâu. Dạ nãy đi lên núi này là chú sợ là lên khu gà lầu cho nó có mấy công viên cho nó chơi vòng cho nó. Cho nó có công viên có khu gà lầu á, quán cà phê cho nó đồ này kia rồi. Cái nhà xe này đi ra ngoài Bắc không chú? Đúng rồi, nhà xe đó cầm cái hình ra khỏi mấy nhà xe này coi. Hỏi nhà xe này đâu vô chồng hỏi nhà xe. Đúng rồi, đưa hình này hỏi anh nhà xe này, đưa hỏi nhà xe chắc phải đưa xe đâu.
Rồi cô chú chị thì cái chú xe ôm thì cũng đã chia sẻ về tên Luân này thì cũng đã đi ngang cái tròn đường này. Có thể là anh Luân này sẽ nói chung là đi tìm mọi cách để mà kiếm tiền để mà mua vé xe về ngoài Hải Dương lại cô chú anh chị. Đó thì mấy anh em sẽ cố gắng ở đây cũng như là chia sẻ để mà tiếp cận được với anh Luân này. Thì thật sự mà nói thì khi đăng tải lên thì chắc chắn anh Luân sẽ xem được thôi. Thì mấy anh em cũng mong là chỉ là gặp gỡ anh Luân này thôi để nói chuyện thôi chứ không có gì hết. Dạ thôi, Thái cũng xin được khép lại cái video này ha, để về nghỉ ngơi cô chú chị ơi, giờ cũng tối lắm rồi. Rồi, bye bye tất cả mọi người nha, hẹn gặp lại cô chú chị ở video tiếp theo ạ.